Võ Thị Diễm My đã bất ngờ biến mất sau khi đến tỉnh Thất Bồng Lai, nơi cô tuyên bố đi tu dưới sự hướng dẫn của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Thời điểm gia đình đang nóng lòng tìm kiếm, mạng xã hội lại dậy sóng với những clip Diễm My tố cáo cha mẹ ruột mình. Nhưng mà tôi thấy hạnh phúc còn hơn sống với thằng cha mất dạy ác đức này. Trong cơn tuyệt vọng, mẹ của Võ Thị Diễm My kêu gọi sự trợ giúp của công an trong việc tìm kiếm con gái, với nỗi lo không biết Diễm My đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Mong mỏi tìm con, nhưng ngay cả cha mẹ cô cũng không biết đến khi nào mới có câu trả lời cho ẩn số Diễm My. Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tỉnh Thất Bồng Lai liên quan gì đến sự mất tích của Võ Thị Diễm My? Tôi tu ở đâu là cái quyền của tôi. Cái chỗ mà mang lại niềm vui, mang lại hạnh phúc cho tôi, giàu là chỗ đó tu tại gia. Nhưng nếu người ta giỏi, người ta đạo cao, người ta có thể dạy cho tôi những điều mà trong chùa dạy tôi. Người ta, kể cả người ta có thể dạy cho tôi những điều mà ở trong chùa không hề biết để mà dạy tôi được, thì tôi chọn tu đó là phải rồi. Để hiểu rõ hơn về vụ việc Võ Thị Diễm My, hãy cùng quay trở lại thời điểm Lê Thị Huyền Trân, sinh năm 2002, khi đó được dư luận gọi là tu sĩ ở tỉnh Thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xác nhận thông tin Võ Thị Diễm My có mặt ở tỉnh Thất Bồng Lai vào ngày 30 tháng 10 năm 2019. Sau đó gặp công an huyện để làm việc, Huyền Trân khẳng định. Theo Huyền Trân, sau khi Diễm My trở lại, đại diện tỉnh Thất đã đến công an xã Hòa Khánh Tây làm thủ tục đăng ký lưu trú và được chấp nhận. Hiện giờ Diễm My vẫn còn mệt, nhưng nhiều khách đến đều muốn nhìn tận mặt cô, Huyền Trân nói. Một số người sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, năm 9 tuổi, cũng là địa điểm hoạt động tự phát của tỉnh Thất Bồng Lai, rất vui mừng khi Diễm My xuất hiện. Trong chiều ngày 1 tháng 11 năm 2019, công an huyện Đức Hòa cho biết bước đầu đã lấy lời khai của Diễm My và làm việc với cha mẹ cô. Riêng việc đăng ký lưu trú của Diễm My thuộc thẩm quyền công an xã. Theo My, khi làm việc với công an huyện Đức Hòa, cô khai báo mọi sự việc liên quan đến cá nhân dẫn tới cha mẹ, người thân làm điều không tưởng đối với tỉnh Thất Bồng Lai. Trước đó, như báo Người Lao Động Online đã đưa tin, ngày 24 tháng 10 năm 2019, ông Võ Văn Thắng, cha của Diễm My, cùng với nhiều người thân đã đến tỉnh Thất Bồng Lai để tìm kiếm con gái. Khi đến nơi, một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa nhóm của ông Thắng và những người tại địa điểm này. Lê Thành Nhị Nguyên, một cá nhân tự xưng là người đang tu hành ở đây, đã dùng một chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném vào nhóm của ông Thắng, trúng tay bà Châu Vinh Hóa. Bà Hóa trong cơn bức xúc đã ném trả một mảnh gạch men vỡ vào Nhị Nguyên, gây ra thương tích cho anh ta, khiến cuộc tranh cãi đã chuyển thành một vụ kiện pháp lý. Trong phiên tòa sơ thẩm, vào tháng 4 năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đã xử phạt bà Châu Vinh Hóa 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, đồng thời yêu cầu bà bồi thường gần 9 triệu đồng cho bị hại. Cả bà Hóa và Nguyên đều đã kháng cáo phán quyết này. Phía bà Hóa đã yêu cầu giảm nhẹ hình phạt, trong khi Nguyên đòi tăng mức bồi thường lên tới hơn 3,3 tỷ đồng, do anh ta cho rằng mình đã phải chịu các thiệt hại sức khỏe và công việc cũng như thu nhập nghiêm trọng. Ngày 9 tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã xử phúc thẩm và chấp nhận một phần kháng cáo của bà Hóa cho bà hưởng án treo, trong khi bác gần như toàn bộ yêu cầu của Lê Thanh Nhị Nguyên. Thời điểm đó, các cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm Diễm My và điều tra các cáo buộc liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai. Về phía ông Thắng và gia đình, vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm con gái. Ông Thắng chia sẻ, tôi chỉ mong muốn tìm thấy con gái tôi. Diễm My đã mất tích quá lâu rồi và chúng tôi rất lo lắng cho sự an toàn của con bé. Theo cơ quan điều tra, trước đó Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn của người thân Diễm My về việc cô mất tích. Ngoài ra, thời gian qua, gia đình ông Thắng còn tố cáo về việc những người ở tỉnh Thất Bồng Lai đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My. Do đó, cơ quan an ninh điều tra đã ra thông báo tìm Diễm My để làm rõ xử lý. Liên quan đến vụ tìm kiếm Võ Thị Diễm My,
vào ngày 13 tháng 13 năm 2019, tức là sau gần 2 tháng xảy ra vụ ẩu đả ở tỉnh Thất Bồng Lai, tài khoản YouTube Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Official đăng tải clip có tên Cầu cứu gấp, tỉnh Thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc, mất tích tại đồn công an. Nhất Nguyên đã nói trong clip, yêu cầu công an trả Diễm My ra đây, mấy anh bắt cóc Diễm My vậy, rồi mấy anh đổ lỗi cho tôi. Với mục đích đăng tải clip là để cầu cứu cho Diễm My và cho cộng đồng mạng biết sự việc sau khi làm việc với công an huyện Đức Hòa, cô mất tích tại đồn công an. Diễm My mất tích tại đồn công an giờ là chết rồi. Mất tích tại đồn công an luôn. Lê Thanh Nhất Nguyên là người trực tiếp tham gia và sử dụng điện thoại quay clip ghi lại sự việc ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại công an huyện Đức Hòa. Quay xong, Nhất Nguyên đăng tải lên tài khoản YouTube. Ngoài Nhất Nguyên, Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Cao Thị Cúc, Lê Thanh Nhị Nguyên và hai người ở tỉnh Thất Bồng Lai là Lê Thanh Nhất Tuệ, Lê Thanh Huyền Trân là những người tham gia sự việc trên. Đồng thời, bà Lê Thu Vân đã nói trước đám đông tụ tập, công an huyện Đức Hòa bắt cóc người ta bà con ơi, công an huyện Đức Hòa bắt cóc con người ta không thả ra nè. Sau khi bị khởi tố, nhóm người tại tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am bên bờ vũ trụ đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật, khai thác dữ liệu lưu trữ trong ổ cứng lấy ra từ máy vi tính, thu giữ trong phòng của Lê Thanh Nhị Nguyên. Cơ quan điều tra xác định 7 file clip và 3 file ghi âm đã thể hiện rõ nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ gây rối, xuyên tạc, xúc phạm công an huyện Đức Hòa. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra xác định các bị can đã cố ý sử dụng các file clip và file ghi âm để biên tập thành clip hoàn chỉnh, cầu cứu gấp tỉnh Thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an. Diễm My mất tích tại đồn công an giờ là chết rồi, mất tích tại đồn công an luôn. Hiện tất cả các hành vi của nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai đã bị xử lý theo quy định của pháp luật với những bản án tương xứng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Võ Thị Diễm My vẫn là một ẩn số chưa lời giải trong vụ tỉnh Thất Bồng Lai. Bà Phương Hằng đến tỉnh Thất Bồng Lai phải chăng để tìm kiếm Diễm My? Vụ mất tích của Võ Thị Diễm My vào năm 2019 được cho là liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để tìm Diễm My đã trở thành một sự kiện gây xôn xao dư luận trong thời gian dài. Cho đến thời điểm hiện tại, sự mất tích của Diễm My vẫn là một ẩn số với vô vàn câu hỏi chưa thể lấy giải. Trong đó, ngoài những nội dung tố cáo cha ruột là ông Võ Văn Thắng khiến vợ chồng ông Thắng cảm thấy xót xa. Chứng minh nhân dân của tôi, giấy tờ tùy thân của tôi, ổng lấy, ổng đem giấu hết rồi. Bây giờ tôi sống chúng chui chúng lưỡi như chó vậy đó. Nhưng mà tôi thấy hạnh phúc còn hơn sống với thằng cha mất dạy ác đức này. Thường con gái trẻ người non dạ bị dụ dỗ, sau đó làm những điều không đúng chuẩn mực, thì nghi vấn những địa điểm Diễm My từng quay clip là điều khiến dư luận chú ý. Trong một clip tự quay, Diễm My đứng trước một vùng biển khá bình lặng, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng sóng xô vào bờ. Địa điểm này được cho là ở Vũng Tàu, nơi cha mẹ Diễm My trước đó cũng đã từng đến tìm kiếm con gái khi có người mách bảo. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cố gắng tìm kiếm con gái của vợ chồng ông Thắng đều vô vọng. Nhưng có lẽ xót xa nhất vẫn là những gì Diễm My nói trong clip tự quay và sau đó được phát tán lên mạng. Trong clip, Diễm My khẳng định không bỏ trốn khỏi nhà mà bản thân muốn được vào chùa tu. Bản thân trên 18 tuổi, tôi có quyền quyết định cuộc đời, đi tu hay muốn làm điều gì, miễn sao những điều đó tốt cho đời. Do sợ cha mẹ biết nơi ở, nên tôi quyết định rời Bồng Lai ra Vũng Tàu để tiếp tục đi tu, Diễm My bày tỏ. Sự kiện Võ Thị Diễm My mất tích khiến nhiều người chú ý, trong đó có bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 4 tháng 11 năm 2021, dư luận cho rằng bà Phương Hằng đã xuất hiện ở tỉnh Thất Bồng Lai để tìm thấy ông nội Lê Tùng Vân. Nhiều người cho rằng bà Hằng xuống đây để tìm Võ Thị Diễm My, nhưng cũng không ít người cho rằng bà Phương Hằng xuống Long An tìm ông Lê Tùng Vân về vụ thách đố xét nghiệm ADN để chứng minh ông Vân trong sạch, không phạm tội loạn luân. Giai đoạn này, cả bà Nguyễn Phương Hằng và thầy ông nội Lê Tùng Vân là hai cá nhân đang khuấy đảo mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Một bên thì livestream réo tên hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng, một bên thì ồn ào với những cáo buộc lợi dụng trẻ mồ côi để trục lợi bất chính và loạn luân. Thời điểm đó, dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, việc tập trung đông người đã gây ra sự bất an lớn cho cộng đồng.
Thông tin với báo Người Lao Động, Công an tỉnh Long An cho biết, trưa cùng ngày, Công an huyện Đức Hòa đã đề nghị hàng ngàn người dân, trong đó có hàng trăm YouTuber, rời khỏi khu vực dẫn vào khu Tịnh Thất Bồng Lai nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, Công an tỉnh Long An có kết quả xác minh về trường hợp những người cư trú trong hộ bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi nổi danh trên mạng xã hội với tên gọi Tịnh Thất Bồng Lai, không phải cơ sở tôn giáo và có nhiều vấn đề gây mất an ninh trật tự địa phương, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, không chấp hành đúng các thủ tục pháp lý về khai báo nhân khẩu, lưu trú. Những người ở Tịnh Thất Bồng Lai coi Lê Tùng Vân như Phật sống. Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An, trên cơ sở kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định có 5 clip đăng tải trên 2 tài khoản YouTube chứa nội dung vi phạm. Trong đó clip với tên gọi Năm chú tiểu phần 2, người lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày mùng 1 Tết, đăng tải ngày 2 tháng 7 năm 2019, đã mạo danh, mạo xưng Đức Phật, xúc phạm Phật giáo. Bị can Lê Tùng Vân khai nhận tham gia trực tiếp trong clip này. Người quay phim là hai bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, sinh năm 1990 và Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991. Bị can Lê Thị Cúc, sinh năm 1960, chuẩn bị đồ hậu vàng cho ông Lê Tùng Vân mặc, ngồi trước tượng Phật và lư hương để một số người quỳ lạy thắp nhang. Trong lúc quỳ lạy, bị can Lê Thu Vân, sinh năm 1957, nói: "Kính lạy Đức Thầy Bổn Sư Giáo Chủ, giải thoát hiện sinh, truyền đạo Hồng Hạc Vân Du. Kính lại Đức Thầy Bổn Sư Giáo Chủ, giải thoát hiện sinh hiền đạo Hồng Hạc Vân Du." Sau khi quay xong clip, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên trình cho ông Lê Tùng Vân xem lại và thống nhất trước khi thầy ông nội cho phép đăng lên tài khoản YouTube Năm chú tiểu Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Bị can Hoàn Nguyên xác định các nghi thức, thủ tục cúng bái, quỳ lạy được thể hiện trong clip là do ông Lê Tùng Vân quy định và đặt ra. Mục đích đăng tải lên YouTube được Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên khai rằng để cộng đồng mạng người hâm mộ xem hoạt động của nhóm người tại Tịnh Thất Bồng Lai, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An ra kết luận giám định về nội dung clip trên. Theo đó, clip có thời lượng 18 phút 41 giây, 452.313 lượt xem và 1.500 lượt bình luận. Trong đó, đoạn từ 2 phút 27 giây đến 2 phút 42 giây đã mạo danh Đức Phật, xúc phạm Phật giáo. Đoạn từ 6 phút 06 giây đến 6 phút 13 giây đã mạo xưng Đức Phật. Đa số người ở Tịnh Thất Bồng Lai là con cháu ruột của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Để hiểu hơn về thầy ông nội phải trở lại năm 2014. Thời điểm này, bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, mua lại nhà, đất gần 2.000m2 ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia. Ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, hộ khẩu thường trú ở phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc từ năm 2015. Tuy nhiên trước đây ông Vân tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và tự phong là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức. Đến năm 2007, do hoạt động không đúng theo quy định pháp luật về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường tại cơ sở không đảm bảo theo quy định, việc chấp hành đăng ký tạm trú và đăng ký nhận nuôi con nuôi không tuân thủ theo quy định. Ngày 25 tháng 7 năm 2007, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh có quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức. Đến năm 2015, ông Vân bán hết đất tại địa chỉ trên về tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện. Từ năm 2017, Tịnh Thất Bồng Lai nổi lên khắp mạng xã hội với sự xuất hiện đáng yêu của nam em nhỏ khi tham gia các chương trình tìm kiếm tài năng trên truyền hình. Từ đây hình ảnh thầy ông nội Lê Tùng Vân cũng phủ khắp các nền tảng. Tuy nhiên thực tế đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhớ không nơi nương tựa. Thời điểm đó hộ bà Cúc có 18 người cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú. Đặc biệt, nhóm người tại Tịnh Thất Bồng Lai đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng nhiều video clip với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. Lúc đầu do chưa hiểu rõ vấn đề, bản chất nên dư luận ủng hộ Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, sau khi nhiều báo thông tin về việc chấp hành đăng ký tạm trú tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ quy định của pháp luật,
cùng với những chiêu trò lợi dụng tôn giáo, lợi dụng nuôi trẻ mồ côi để trục lợi, gắn mác tu hành, nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường. Liên quan đến sự việc trên, mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo quan hệ với trẻ vị thành niên bị bệnh tâm thần và các hoạt động phức tạp của ông Lê Tùng Vân trước đây. Về việc này, cơ quan chức năng ở tỉnh cũng nhận được nhiều thông tin ở nhiều nơi gửi đến, phản ánh tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung tương tự như trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa đang tiếp tục làm việc với bà Cúc và những người phụ nữ đang tạm trú tại đây để làm rõ thêm về nội dung liên quan đến vấn đề trẻ em. Trong khi đó, liên quan đến tôn giáo, cơ quan chức năng khẳng định đây không phải là cơ sở tôn giáo. Về vấn đề này, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định tỉnh Thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây không phải cơ sở tự viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ Phật giáo, do đó không liên quan đến sự quản lý của giáo hội. Sự việc mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ Phật giáo để trục lợi. Đồng thời, theo thông tin từ ngành chức năng, thì kết quả xác minh cho thấy số trẻ em, thanh niên sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, thiền am bên bờ vũ trụ, đa số là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân, chứ không phải trẻ em mồ côi cơ nhỡ. Lúc đầu do chưa hiểu rõ vấn đề, bản chất nên dư luận ủng hộ tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, sau khi nhiều báo thông tin về việc chấp hành đăng ký tạm trú tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ quy định của pháp luật cùng với những chiêu trò lợi dụng tôn giáo, lợi dụng nuôi trẻ mồ côi để trục lợi gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường thì dư luận xã hội đã hiểu rõ bản chất, hoạt động của nhóm tỉnh Thất Bồng Lai nên đã chuyển hướng sang lên án phê bình. Trước thực tế trên, ngày 1 tháng 1 năm 2020, ông Lê Tùng Vân đã làm lễ đổi tên tỉnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Bất ngờ với kết quả giám định ADN của những người ở tỉnh Thất Bồng Lai. Sau khi phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh trả kết quả giám định 28 người ở tỉnh Thất Bồng Lai, ngày 28 tháng 10 năm 2022, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cho biết đã có kết quả giám định ADN những người liên quan đến hộ bà Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi từng tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am bên bờ vũ trụ. Cơ quan an ninh điều tra đã thông báo kết quả giám định ADN này đến những người liên quan. Tuy nhiên, vì để đảm bảo tôn trọng quyền con người và liên quan đến cuộc sống của nhiều trẻ em, thông tin này không cung cấp rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả giám định này có thể để cơ quan an ninh điều tra xem xét việc khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội loạn luân. Thông tin từ cơ quan an ninh điều tra cho biết, sau khi có kết quả giám định ADN, cơ quan an ninh điều tra đã thông báo kết quả giám định này đến những người liên quan, trong đó xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành. Tuy nhiên, vì để bảo đảm tôn trọng quyền con người và liên quan đến cuộc sống của nhiều trẻ em, thông tin này không cung cấp rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trước đó, liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai, trong sáng ngày 24 tháng 9 năm 2022, Công an tỉnh Long An cho biết, sau khi ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc, mẫu niêm mạc miệng của 28 người ở tỉnh Thất Bồng Lai. Cơ quan an ninh điều tra đã gửi các mẫu này đến phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh để giám định. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến hộ bà Cao Thị Cúc để lấy mẫu xét nghiệm ADN những trẻ em và người lớn đang sinh sống tại đây. Đến chiều cùng ngày, việc lấy mẫu đã hoàn tất. Mới chỉ 2-3 người đang sống tại đó đã được lấy mẫu, trong đó có 10 trẻ em, lớn nhất là 8 tuổi, nhỏ nhất 14 tháng tuổi, thông tin cho biết. Giải thích việc lấy mẫu xác định ADN có liên quan gì đến việc điều tra làm rõ tin báo Lê Tùng Vân cùng một số người ở tỉnh Thất Bồng Lai lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đại diện Cơ quan An ninh Điều tra Công an Long An cho biết, thời gian qua có những tin báo tố giác cho rằng những đứa trẻ ở tỉnh Thất Bồng Lai không phải là trẻ mồ côi như Lê Tùng Vân và những người lớn sinh sống tại đó thông tin. Ngược lại, tin báo tố cáo cho rằng những đứa trẻ này có mối quan hệ huyết thống với những người lớn đang sinh sống cùng tại đây. Tin báo tố giác cho rằng Lê Tùng Vân và những người lớn ở tỉnh Thất Bồng Lai đã giả mạo nuôi trẻ mồ côi để lừa gạt, nhận tài trợ, chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, cơ quan an ninh điều tra lấy mẫu của những trẻ em và những người lớn thời gian qua sinh sống tại đây để xác định ADN xem
có mối quan hệ thân thích gì không. Quá trình thu mẫu được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, có sự chứng kiến của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phần lớn các thành viên sinh sống trong hộ Cao Thị Cúc có hành vi chống đối, không hợp tác với cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, trong quá trình lấy mẫu ADN, một số người dù không liên quan vụ việc do cơ quan an ninh điều tra thụ lý đã kéo đến hộ bà Cao Thị Cúc đập cửa, quay phim, ghi hình, có những lời nói xuyên tạc, xúc phạm, vu khống cơ quan chức năng. Sau đó họ đăng lên tài khoản YouTube có số lượng lớn người theo dõi nhằm mục đích dẫn dắt dư luận trong và ngoài nước. Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Long An, trong năm 2020 và 2021, cơ quan công an nhận được nhiều đơn thư tố cáo một số người sống tại tỉnh Thất Bồng Lai đã thực hiện 3 hành vi gồm lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trên cơ sở tài liệu chứng cứ có được, cơ quan chức năng đã tập trung điều tra và khởi tố truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Vào cuộc xác minh đơn tố giác tội phạm, từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2022, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân và 5 đối tượng khác cùng sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, gồm Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên, 30 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi và Cao Thị Cúc. Thời gian đầu vụ án được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa thụ lý điều tra. Tuy nhiên sau đó xác định Công an huyện Đức Hòa cũng là bị hại trong vụ án này. Do đó vụ án được chuyển về Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân đã ra cáo trạng, truy tố 6 đối tượng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, các bị cáo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương, mỗi bị cáo bị phạt 4 năm tù, Nhị Nguyên bị phạt 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù. Sau đó, cả 6 bị cáo đã làm đơn lên Tòa án Nhân dân tỉnh Long An kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, nhưng không được xem xét giảm án. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành. Dựa trên những quy định của pháp luật, ngày 19 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về tội loạn luân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!